hùng đô kiêu ngạo. Câu đố thử thách tư duy phần 1. Câu 1. Có 3 thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm một cái xô, thằng đi giữa cầm một cái xẻng. Hỏi thằng đi trước cầm gì? Đáp án: thằng đó cầm đầu, tức là đại ca cầm đầu. Nó không phải cầm cái vật gì hết. Câu 2. Có một con trâu, đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc. Nó quay trái 2 vòng, sau đó quay ngược lại, sau đó lại quay phải 2 vòng. Hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào? Đáp án: chỉ xuống đất. Câu 3. Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước giữa đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Đáp án: dùng ống hút. Câu 4. Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy nhà trắng ở đâu? Đáp án: nhà trắng ở Mỹ. Câu 5. Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu? Đáp án: quả bóng. Câu 6. Hai người đào trong 2 giờ thì được 1 cái hố. Vậy hỏi một người đào trong 1 giờ thì được mấy cái hố? Đáp án: 1 cái hố. Câu 7. Có một anh chàng làm việc trong một tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35. Rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Đáp án: bởi cái thang máy đó không lên tới tầng 50. Câu 8. Có hai người, một lớn, một bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé. Hỏi người lớn là ai? Đáp án: mẹ. Câu 9. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên? Đáp án: que diêm. Câu 10. Một kẻ giết người bị kết án tử hình, hắn ta phải chọn một trong 3 căn phòng. Phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai để những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba để sư tử nhịn đói trong 3 năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn? Đáp án: phòng thứ ba, bởi những con sư tử nhịn đói đã chết hết. Con gì nhịn đói 3 năm mà còn sống được?